Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố cự gắt khi tiết lộ chuyện tình yêu đầy trắc trở giữa lúc Mỹ Tâm báo tin vui. Cách đây ít giờ, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ dòng trạng thái khá dài nói về tình yêu. Nam ca sĩ thừa nhận tình yêu là một phạm trù phải học mãi và không bao giờ tốt nghiệp được. Tình cảm là một phạm trù mà ta phải học mãi, học hoài, không bao giờ tốt nghiệp, dù là loại xoàng nhất. Rõ ràng là có lỗi với mình, ấy thế mà không chịu thấy sai, không chịu sửa sai. Thật ra, mình cần họ giả vờ thừa nhận thôi cũng được. Đây không, lấy lần sai này và kinh nghiệm kia để làm cho bản thân mình hoàn hảo hơn trong mắt một cuộc tình sau. Hôn như thế, quê mình chê, thấy ghê và cho chơi với dê sắc dế. Trong câu chuyện tình mà Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, nam ca sĩ cho rằng đối phương không cần thay đổi mà chỉ cần nhận ra lỗi sai của bản thân. Thế nhưng có lẽ anh không may mắn khi người cũ lại dành sự thay đổi mới cho người sau. Ông Hoàng Nhật Việt tuyên bố cứng, mình chê, thấy ghê và nghỉ chơi. Trong khi Đàm Vĩnh Hưng tuyên bố chê, không yêu được nữa, thì Mỹ Tâm lại báo tin vui. Với bước đệm là tri âm kỷ niệm 20 năm hoạt động nghệ thuật, đây là duyên cớ để nữ ca sĩ thực hiện sự định còn dang dở. Sau live show tại Hà Nội, Tâm có rất nhiều cảm xúc và quyết định sẽ ra mắt phim tri âm. Đây là bộ phim sẽ cho khán giả thấy được vì sao chúng ta làm được một tri âm lịch sử như vậy, Mỹ Tâm nói. Hơn một thập kỷ qua, Đàm Vĩnh Hưng vẫn kiên nhẫn theo đuổi thả thính Mỹ Tâm trên mạng xã hội. Có thời điểm Mỹ Tâm vừa đăng ảnh lên trang Facebook cá nhân, lập tức Đàm Vĩnh Hưng vào bình luận thả tim liên tục. Suốt nhiều năm kiên trì thả thính Mỹ Tâm trên mạng xã hội, cuối cùng Đàm Vĩnh Hưng cũng được an ủi một phần khi nhận huy hiệu fan cứng trên trang cá nhân của Mỹ Tâm. Điều này chứng tỏ Mr. Đàm phải rất chăm chỉ bình luận, thả tim trong các bài viết của giọng ca gốc Đà Nẵng thì mới nhận được huy hiệu này. Có thể thấy dù thời gian trôi đi, nhưng Đàm Vĩnh Hưng vẫn luôn để Mỹ Tâm ở một vị trí đặc biệt trong trái tim mình. Trước đây, giọng ca say tình còn tuyên bố sẽ không lấy ai ngoài Mỹ Tâm, tuyên bố là vậy. Nhưng vừa qua Đàm Vĩnh Hưng lại khiến fan ngơ ngác ngỡ ngàng khi lộ chuyện ly hôn với bầu sâu Liên Phạm. Sau khi ly hôn, Đàm Vĩnh Hưng vẫn thoải mái thả thính Mỹ Tâm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Về phía Mỹ Tâm, nữ ca sĩ cũng vui vẻ tương tác với Đàm Vĩnh Hưng như người anh tốt. Cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và trân quý tình cảm dành cho nhau. Sự nghiệp của Mỹ Tâm và cả Đàm Vĩnh Hưng vẫn ngày một thăng hoa. Tuy nhiên, cả hai lại khiến fan háo hức chờ đợi khi đường tình vẫn còn vắng bóng người thương. Cả Mỹ Tâm và Đàm Vĩnh Hưng đều chưa hẹn hò với bất kỳ ai, vẫn là những người độc thân dành thời gian cho đam mê nghệ thuật.